5 năm xoay trụ về Trung Quốc, đưa đất trì vỡ mộng. Kế hoạch kiểm soát các vùng biển của Trung Quốc. Mỹ tăng nguồn lực quân sự đối phó Trung-Nga. Kính chào quý khán giả đang theo dõi một tin Biển Đông ngày 6 tháng 7 của DKN TV. Và tiếp sau đây sẽ là các nội dung chi tiết. Thưa quý vị, lời hứa đầu tư hàng chục tỷ đô la Mỹ từ Bắc Kinh với chính phủ Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte vẫn chưa được thực hiện đầy đủ sau 5 năm Manila công bố chính sách xoay trục sang Trung Quốc. Gần trung tâm thủ đô Manila, các công nhân xây dựng đang đẩy nhanh tiến độ để hoàn tất cây cầu trị giá là 69 triệu đô la Mỹ do Trung Quốc cấp vốn vào cuối năm nay, sau nhiều lần bị chậm trễ tiến độ. Cầu Binondo Itzamuros dự kiến sẽ trở thành công trình đầu tiên được hoàn tất trong tổng cộng là 14 dự án cơ sở hạ tầng do Trung Quốc cấp vốn đang được triển khai. Sau khi đắc cử vào năm 2016, Tổng thống Rodrigo Duterte đã công bố kế hoạch xây trục sang Trung Quốc nhằm để đổi lấy các lợi ích về mặt kinh tế cho Philippines. Vào thời điểm đó, một số người tin rằng lời hứa đầu tư 24 tỷ đô la Mỹ từ Trung Quốc vào Philippines sẽ được thực hiện với các điều kiện đi kèm. 5 năm sau đó, và khi còn khoảng 10 tháng trước khi cuộc bầu cử tổng thống năm 2022, hầu hết các dự án quy mô lớn do Trung Quốc cấp vốn vẫn chưa động thổ hoặc là phê duyệt, và chỉ có 3 dự án đang được xây dựng. Thay vào đó, căng thẳng ở khu vực Biển Đông giữa Philippines và Trung Quốc ngày càng có dấu hiệu gia tăng, mặc dù Manila đã thay đổi chính sách đối ngoại đã có từ hàng thập niên với đồng minh Mỹ để gần gũi hơn với Bắc Kinh. Thậm chí là ông Duterte đã từng bày tỏ ý định gạt sang một bên phán quyết năm 2016 của Tòa trọng tài quốc tế tại La Hay, Hà Lan, để theo đuổi dự án hợp tác khai thác dầu khí với Trung Quốc ở Biển Đông. Vào năm 2016, Tòa trọng tài đã tuyên bố rằng các đòi hỏi chủ quyền lịch sử của Trung Quốc đối với các nguồn tài nguyên tại Biển Đông là không có cơ sở pháp lý. Chính sách Trung Quốc của ông Duterte đã bị vấp phải sự chỉ trích của các chính trị gia tại Philippines. Chuyên gia Paul Chamber từ Đại học Narayanan ở Thái Lan nhận định, chính sách của ông Duterte đã xoay về Trung Quốc chỉ tạo ra những lời hứa chưa thành hiện thực từ Bắc Kinh về đầu tư và quan hệ hữu nghị. Trung Quốc đồng ý cung cấp 9 tỷ đô la Mỹ dưới dạng các khoản vay có lãi suất ưu đãi. Số tiền Philippines vay Trung Quốc tăng từ 1,6 triệu đô la Mỹ năm 2016 lên tới 590 triệu đô la Mỹ vào năm 2019. Trung Quốc cũng cam kết đầu tư trực tiếp 15 tỷ đô la Mỹ vào Philippines và từ năm 2016 tới năm 2020, tổng đầu tư Bắc Kinh đạt mốc là 3,2 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, chuyên gia Phil Lamertorio từ trường chính phủ Ateneo ở Manila nói rằng Trung Quốc dường như là tính lãi suất cao hơn với những khoản vay có điều kiện bảo mật nghiêm ngặt. Ông Torrio nhận định, các đồng minh truyền thống của Philippines là Nhật Bản và Mỹ đã tiếp tục là các bên cấp vốn tốt nhất nhằm hỗ trợ hoạt động phát triển chính thức. Trong 5 năm qua, vị thế của Trung Quốc ở Philippines đã gia tăng đáng kể khi Bắc Kinh trở thành đối tác thương mại hàng đầu của Manila và liên doanh với Tập đoàn Viễn thông Trung Quốc trở thành một trong những nhà cung cấp dịch vụ di động của Philippines. Vào hồi tháng 4, Bộ trưởng Tài chính Philippines Carlos Dominguez cho biết, các dự án do Trung Quốc cấp vốn đang được thương lượng để bảo đảm lợi ích quốc gia. Về vấn đề Biển Đông, chính quyền Duterte nói rằng chính sách Trung Quốc của họ đã phát huy tác dụng, dù thời gian qua đã xảy ra nhiều đụng độ nguy hiểm giữa lực lượng tuần duyên Philippines và phía Trung Quốc. Trong khi đó, một số quan chức Philippines đã lên tiếng phản đối sự hiện diện của lực lượng dân quân biển Bắc Kinh ở khu vực điểm nóng. Mỹ cũng đã lên tiếng bày tỏ quan ngại về các động thái của Trung Quốc ở Biển Đông trong thời gian qua. Thưa quý vị, giới phân tích cho rằng Trung Quốc đang muốn lập thêm căn cứ ở Đông Phi nhằm để tăng cường kiểm soát Ấn Độ Dương và giải tỏa thế bế tắc ở eo biển Malacca. Thông tin Tanzania sắp hồi phục dự án 10 tỷ đô la Mỹ tại thành phố Bagamoyo đang dấy lên nghi vấn rằng Trung Quốc, nhà đầu tư chính trong dự án, đang muốn gia tăng hiện diện ở biển Đông Phi, củng cố mục tiêu chiến lược trong khu vực. Nhất cử lưỡng tiện. Mục đích chính của cảng Bagamoyo là giảm tải tại cảng chính của Tanzania là Dar es Salaam, nằm cách đó là 75 km về phía nam. Bagamoyo còn có thể trở thành cửa ngõ hàng hải cho láng giềng Cộng hòa Dân chủ Congo, quốc gia được xem là mỏ vàng không giáp biển, chưa được khai phá lớn nhất thế giới. Song song đó, theo Nikkei Asia, cảng còn có thể phục vụ các mục đích không chỉ là về thương mại, mà là còn có thể trở thành trung tâm sửa chữa tàu thuyền cho Hải quân Trung Quốc và nhiều mục đích khác. Trung tâm thiết lập căn cứ đầu tiên ở hải ngoại tại Djibouti ở Bắc Phi vào năm 2017 và giới quan sát cho rằng Bắc Kinh đang tìm cách thiết lập thêm căn cứ nhằm để củng cố sức mạnh trong khu vực.
Vào ngày 26 tháng 6, Tổng thống Tanzania Samia Suluhu Hassan thông báo sẽ khởi động lại dự án cảng biển, vốn bị dừng lại do lo ngại về quá nhiều phiền phức liên quan đến nhu cầu sử dụng cơ sở này của Trung Quốc. Theo chuyên gia Ấn Độ Dương Dasana Barua thuộc chương trình Nam Á tại quỹ Carnegie vì Hòa bình Quốc tế Mỹ, Đông Phi giúp Trung Quốc có cửa ngõ vào Ấn Độ Dương dễ dàng hơn các địa điểm khác ở eo biển Malacca. Bà Barua cho rằng nhiều nước quên việc châu Phi tiếp giáp Ấn Độ Dương. Bất cứ nỗ lực nào trong việc xây cơ sở hay là cảng biển ở Đông Ấn Độ Dương, dù là Myanmar, Sri Lanka, Maldives hay là Pakistan, cũng sẽ vấp phải phản đối nhiều hơn so với châu Phi, chuyên gia này phân tích. Việc có thêm căn cứ hải quân thứ hai ở Ấn Độ Dương ngoài Djibouti sẽ giúp giải quyết vấn đề eo biển Malacca, vấn đề từng được Bắc Kinh đề cập về việc lệ thuộc vào eo biển đông đúc nhất thế giới này. Theo bà Barua, nếu có gì xảy ra ở eo biển Malacca, Trung Quốc vẫn sẽ có thể tiếp tục các chiến dịch ở khu vực Ấn Độ Dương nếu có hai căn cứ trở lên tại khu vực này. Tôi không nói về chiến tranh mà là nói về các xung đột, cạnh tranh có giới hạn, bà giải thích thêm. Không chỉ Biển Đông. Trong khi tập trung hàng hải nhiều vào khu vực Biển Hoa Đông và Biển Đông, Trung Quốc còn nỗ lực gia tăng ảnh hưởng ở Ấn Độ Dương khi có mối quan hệ ngoại giao ở tất cả 6 đảo quốc trong khu vực. Các đảo quốc này bao gồm Sri Lanka, Maldives, Mauritius, Seychelles, Madagascar và Comoros. Trong khi đó, Mỹ có mối quan hệ với 3 nước là Sri Lanka, Mauritius, Madagascar và dự định là sẽ thiết lập mối quan hệ với Maldives. Giới quan sát đã chỉ ra rằng các nước khác như là Ấn Độ, Pháp và Anh cũng không có mối quan hệ với tất cả 6 đảo quốc trên. Việc củng cố dư ấn ở Đông Phi còn cho phép Trung Quốc chuẩn bị cho các tình huống như là kênh đào Suez bị tắc nghẽn. Nếu có gì xảy ra cho kênh đào Suez, eo biển Mozambique sẽ nhanh chóng trở thành chuyến đường thay thế, vốn trước đây là tuyến hàng hải chính, theo bà Barua. Eo biển rộng 400 km này nằm giữa Madagascar và Mozambique là tuyến hàng hải quan trọng ở Đông Phi. Nhận định về khả năng Trung Quốc gia tăng ảnh hưởng đối với Tanzania, chuyên gia Lauren Thompson tại Đại học ADID Úc cho rằng với Bắc Kinh, Tanzania đáng tin nhiều hơn so với Mozambique và Kenya vì hai nước này dường như sẽ trở thành đối tác an ninh của phương Tây. Cần mở to mắt nhìn Trung Quốc. Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế tổ chức vào ngày 22 tháng 6, tướng Stephen Townsend, chỉ huy Bộ Tư lệnh Châu Phi của Mỹ đã cảnh báo rằng các nước châu lục này cần nhìn rõ khi hợp tác với Trung Quốc. Các nước này phải mở to mắt khi thiết lập các mối quan hệ đó. Tôi cho rằng có thể làm ăn với Trung Quốc, nhưng các bạn nên nắm rõ trò chơi và cần thấy rõ, ông khuyến nghị. Cũng tại sự kiện trên, Phó Đô đốc Hải quân Pháp Herb Leasing đã cảnh báo về ngoại giao bẫy nợ của Trung Quốc. Trung Quốc đang hỗ trợ các nước đáp ứng nhu cầu tức thời của họ, nhưng giăng lưới bẫy và thiết lập các khế ước mà họ không bao giờ trả lại được, ông cảnh báo. Thưa quý vị, Mỹ đang hoạch định lại lực lượng quân đội nước này trên thế giới để tập trung nhiều hơn vào hai đối trọng là Trung Quốc và Nga, trong khi vẫn không lơ là mối đe dọa an ninh từ các khu vực khác. Tăng nguồn lực cho Thái Bình Dương. Thưa quý vị, theo giới quan sát, Tổng thống Mỹ Joe Biden có kế hoạch rút quân và chuyển dịch các hệ thống phòng thủ tên lửa khỏi khu vực Trung Quốc, giảm gánh nặng cho ngân sách quốc phòng nước này, đồng thời đối phó tốt hơn với các vấn đề đối nội. Ông cũng dự định tăng cường lực lượng ở Thái Bình Dương để đối phó với sự trỗi dậy của Trung Quốc. Tiến sĩ Timothy Heath, chuyên gia nghiên cứu cấp cao thuộc tổ chức RAND của Mỹ đã chỉ ra rằng việc Mỹ chuyển các hệ thống phòng thủ tên lửa từ Trung Quốc sang châu Á-Thái Bình Dương cho thấy Washington đánh giá Bắc Kinh là mối đe dọa cấp bách bởi vì thực tế Bắc Kinh đã tăng cường kho dự trữ lớn tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo có thể đe dọa quân đội Mỹ. Ông Heath phân tích thêm, lực lượng đặc nhiệm của Mỹ sẽ giúp cân bằng sức mạnh hải quân ngày càng tăng của Trung Quốc đang đe dọa thống trị các vùng biển châu Á. Nếu được thông qua, kết quả này sẽ là đồng nghĩa với việc chuyển nhiều khí tài quân hơn là tới khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và gia tăng các hoạt động nhằm đối phó Trung Quốc. Ông Kha Chutter, cựu giám đốc điều hành của Trung tâm Tình báo Hỗn hợp, Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương cho rằng Nga là một mối đe dọa lớn đối với Mỹ ở châu Âu, nhưng giờ đây không phải là nguy cơ lớn như là Trung Quốc. Ngoài ra, lực lượng tên lửa chiến lược của Trung Quốc đang ngày càng phát triển về số lượng và cả khả năng tấn công, nên việc tái triển khai lực lượng để đối mặt với mối đe dọa từ Bắc Kinh là cần thiết. Đối với những yếu tố đó, ông cho rằng việc phân bổ lại các nguồn lực cho Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương là hoàn toàn hợp lý. Tương tự, giáo sư Choichiro Sato, chuyên về quan hệ quốc tế tại Đại học Ritsumeikan Asia Pacific, Nhật Bản cho rằng, lâu nay, khu vực Trung Đông có tác động phức tạp trong chiến lược toàn cầu của Mỹ. Nhưng việc Mỹ chuyển dịch nguồn lực từ Đại Tây Dương sang Thái Bình Dương là hợp lý với bối cảnh của nước này, ông nói.
Tại khu vực Thái Bình Dương, Politico vào hồi tháng 6 cho biết, ít nhất là hai sáng kiến phân bổ nguồn lực và đối phó Trung Quốc đang được ngũ giác đài hoàn thiện, bao gồm cả sáng kiến tạo ra lực lượng hải quân thường trực ở Thái Bình Dương, theo mô hình của lực lượng hải quân thường trực tại Đại Tây Dương. Đây là lực lượng có thể phản ứng nhanh đối với một cuộc khủng hoảng và sẽ dành phần lớn thời gian trong khu vực, tham gia các cuộc tập trận và thực hiện các chuyến thăm thiện chí đến nước khác. Nhà phân tích Jerry Hendrick thuộc công ty tư vấn Telemus Group dự đoán được lực lượng Thái Bình Dương sẽ bao gồm các tàu chiến của Nhật Bản và Australia. Anh và Pháp, hai quốc gia châu Âu cũng sẽ có thể tham gia xây dựng lực lượng hải quân thường trực ở Thái Bình Dương. Ngũ giác đài cũng đang xem xét lập một chiến dịch quân sự ở Thái Bình Dương, qua đó cho phép Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ phân bổ thêm tiền và nguồn lực. Mỹ đã đạt được thỏa thuận về chi phí cho binh sĩ Mỹ đồn trú tại các nước đồng minh Đông Bắc Á, nhằm để tăng thêm nguồn lực cho khu vực. Trong đó, Hàn Quốc đã đồng ý tăng mức chia sẻ chi phí là 1.180 tỷ won, tương đương với 1,03 tỷ đô la Mỹ trong năm 2021 cho binh sĩ Mỹ đồn trú tại đây. Mỹ cũng đã đạt được thỏa thuận tương tự về chia sẻ chi phí với Nhật Bản ở mức là 201,7 tỷ yên, tương đương với 1,9 tỷ đô la Mỹ trong năm nay. Kính thưa quý vị, một tin Biển Đông kênh DKN TV đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.